Mến chào tất cả các cô chú anh chị khán giả nha. Thì bây giờ mình đang ngay cái chỗ mà chị Thi lượm ve chai đó. Thì bây giờ mỗi buổi chiều á, chị Thi đều đi làm. Nhưng mà từ khi anh Bảy bị tai nạn giao thông, rồi bây giờ chỉ nằm một chỗ thôi. Thì bây giờ mỗi ngày chị Thi phải đi làm, có hôm thì đi làm một mình, và có hôm là đi chung với mẹ của chị ha chị Thi. Dạ. Rồi mấy hôm nay chị khỏe không chị? Cũng được, ngày nào cũng đi lượm ve chai vậy đó. Dạ. Rồi bây giờ mình đang đợi cái gì vậy chị? Đợi cái ông lo rác trong công ty, ông lo ra ông dục nặng mình lụm giống vậy nè. À, giống như là bỏ cái thùng rác đây, cái bắt đầu cái mình phân loại ra, cái mình đem về mình bán hả chị? Đem về bán. Dạ, rồi nãy giờ chị đi lụm vòng vòng là được bao nhiêu đây á hả? Đó, được nhiêu đó đó. Dạ. Đó, nhiều đó đó. Bao nhiêu đây là mình bán được nhiêu tiền rồi chị? Cái này chắc chứng 2 mấy ngàn gì. 2 mấy ngàn hả? Là mắc nhất là cái gì chị? Này không có gì mắc trơn, giấy này có 2 ngàn ký à. Dạ. Này đâu có phơi lại, này không có phơi. Thì bây giờ anh Bảy là lao động chính ở trong nhà đó, mà bây giờ anh Bảy nằm một chỗ rồi thì chắc khoảng mấy tháng trời, cả năm nữa thì mới có thể là đi lại được. Nhưng mà không có thể nào mà đi lại bình thường được, do cái chân của anh Bảy là phẫu thuật sắp xương lại, inox nào này kia ở trong rất là nhiều, rồi sau này mình phải phẫu thuật mình đem ra hả chị? Được cây bác sĩ nói là năm đi mổ lại, mới lấy 2 miếng inox ra, rồi xong rồi mai lại, rồi nằm cỡ 2 tháng nữa mới được đi. Dạ. Rồi mấy hôm nay bên chỗ chủ xe người ta có tính tiền hay là có bồi thường gì cho mình không chị? Có rồi. Dạ, bao nhiêu tiền chị? 30 triệu. À, mà đạt được 30 triệu. Dạ. Rồi tiền thuốc men là sau này mình tự xử luôn hả chị? Tự là 30 triệu đền mình chứ, mình đi khám nè, tái khám lại nè, thuốc men đồ là của mình không luôn đó. Lần đi tái khám 1 triệu mấy tiền thuốc rồi luôn đó, khám nhà bác sĩ đó. Dạ. Trời ơi, 30 triệu. Ông nằm cả năm trời, 30 triệu một năm trời. Lít tính đi ngày, chạy nhầm có 100 ngàn, không ăn, nhiều khi không đủ nữa, tiền hút men nữa đó. Gì hả? Rồi còn đi đồ mổ lại nữa. Thì sao chị không nói bồi thường thêm hay như thế nào? Anh Bảy nói thôi, tai nạn không may muốn hết trơn, xui rủi rồi thôi. Gặp thằng có tiền thì nó đền, rủi thằng không có tiền nhưng đi làm hồ rồi bắt nó đền tiền, đâu đền cũng tội nghiệp thôi. Cả cho nhiêu lấy nhiêu. Dạ. Nói gác ta kéo ra ta cho. Đó, thì bây giờ anh đang kéo gác nè. Đó, thì ra để cho chị Thi, rồi sau đó chị Thi chứ phân loại ra rồi đem về bán. Thì thật sự mà nói thì mỗi ngày là chị Thi chỉ làm được mấy chục ngàn thôi cô chú anh chị. Thì cuộc sống lúc trước là còn anh Bảy anh đi làm lao động chính trong nhà thì chị Thi đỡ vất vả hơn, mà bây giờ có một mình chị Thi là chính trong nhà thôi nên là cuộc sống vất vả hơn rất là nhiều. Và bây giờ mẹ của chị Thi á, là qua ở chung nhà trọ với chị Thi luôn, nên là hai mẹ con đi lụm rồi mẹ chị Thi rồi phụ chị Thi như vậy á. Rồi chị lụm đi chị. Rồi chiếc xe của chị Thi nè, hôm lúc trước là 2 chiếc xe mà bây giờ bị tai nạn giao thông, bây giờ hư hết 1 chiếc rồi. Thì chủ xe chị Thi có kể là bồi thường 30 triệu nhưng mà xe thì tự sửa, rồi tiền thuốc men sau này là cũng tự luôn đó. Giờ còn chiếc xe này bữa nay bỏ con Na ở nhà hả chị? Nhờ mấy mẹ của chị Thi nè, cũng nhỏ con. Trời ơi, giờ mỗi ngày ra đi theo chị Thi lụm hả cô? Mỗi ngày. Dạ. Hai sáng đi rồi, tập rồi giờ đi. Sáng chiều. Dạ. Mấy cái chú này nè, trai có là ổng lụm bỏ mình rác. Dạ, cũng nhờ hai chú hỗ trợ giúp đỡ cho chị Thi có tiền mua thuốc cho chồng uống ở nhà. Bây giờ nằm nhà của mình ở một chỗ không? Rồi xem chị Thi chỉ lụm nè. Đây thì những cái thùng rác ở đây như vậy nè, thì chị Thi chỉ lụm ra, phân loại ra giống như chai nước nè, rồi mấy cái bọc mũ, những cái bao giấy đồ này kia thì chị phân loại ra đó. Nãy đi coi mua cái gì nè. Trời ơi, mua cà chua, rồi xong rồi mua bắp nữa. Trời ơi, nay bỏ con Na ở nhà.
Dạ dạ. Đúng rồi, tôi đi nghe. Bị gãy chân rồi, bây giờ bị tai nạn giao thông lúc mà đi lượm ve chai về đó chị, rồi bị xe người ta tông á. Rồi giờ. Nghe chị cũng thấy rồi, bây giờ cũng đang trong đó. Dạ. Chị xuyên năng. Đúng rồi. Quá ok. Dạ, cảm ơn hai anh. Tôi thấy chịu khó làm. Trời ơi, bác chị Thi này nè là cũng bị bệnh tim á chứ. À, cũng cố gắng làm ăn, cố gắng đi làm. Nói chung là mình phải là đúng người, đúng việc, dạ. Đúng với cái khả năng của người ta. Như vậy nè, vậy là Mỹ là đúng nè. Dạ dạ. Em có chiều chị quay xe lên chạy rồi. Dạ dạ, cảm ơn anh. Dạ. Thấy khoảng 2 giờ tầm 2 mấy 3 giờ là có mặt ở đây rồi. Hả? Không là luôn, không có nút. Xe này là xe giữ luôn phải không anh? Này là ở đây còn ông nữa. Còn qua nữa, hôm qua là cũng cột dữ lắm rồi, bây giờ là đường điện, bây giờ là đâu có còn bao bọc gì nữa. Ông kia bảy mấy tuổi à, dạ. Em có lấy số không? Không, anh có số nè. Em lấy mấy lợi anh qua cái bản số không có luôn nè. Em nít trong lỏng xe tàn, xe tàn luôn á. Xe này cũng phải nói thẳng luôn là nói ấy là ở đây những người mà những người đây là người ta chiếu cố nha. Dạ. Cho chạy chứ nói chung là cái nguyên tắc là nếu mà không có phải là người dân là ngoài là có chạy được. Nói chung là phải có biển số. Đúng rồi. Chiếc xe này nếu mà giao thông bắt là lấy xe luôn chứ giờ. Bây giờ cái sự an toàn này không được phép lưu hành. Ừ. Ta hoàn cảnh người ta mưu sinh. Đúng rồi. Ấy. Hoàn cảnh khó khăn mà. Như dạng như người ta cũng cái sức lao động của người ta cũng hết rồi nhưng dạ. Người ta còn cái sức khỏe thì người ta cần vẫn làm để người ta có cái sự sống ở xã hội thì cũng là tốt thôi. Dạ. Chứ nói chung mà chạy gần thôi chứ không có chạy xa anh ơi. Không có đảm bảo được cái đoạn nè. Thấy đó, thấy không? Nó như vậy là bà con. Thấy đó rất là khó khăn nha. Có nhu cầu, thấy không? Này là không có được đảm bảo để an toàn cho người ta. Đó. Đó. Trời ơi. Cái này thiệt mà giờ lao động chính ở trong nhà nằm xuống rồi thì bây giờ là lao động phụ cũng phải cố gắng thôi. Bởi vì anh em đồ thấy những người trẻ đó, thấy những cái sức già người ta như vậy nè, người ta còn ảnh làm dạ. Có được cái mưu sinh, còn thanh niên trai tráng mà đi giật dọc cái xã hội làm cho ô uế xã hội dạ. Phải có là bài học ở đời thì tôi làm ở công ty thì thấy chỉ rất là dạ. Hai mẹ con cô cũng lớn tuổi lắm rồi mà bây giờ cũng phải làm. Nè, ông này đó là dạ dạ dạ. Nó cũng hoàn cảnh rất là khó khăn nữa. Không em làm được cái gì là hay. Dạ. Về cái mình lượn lại cái nữa ha cô. Dạ. Giờ là một mình chị Thi thì làm không có xuể nên là cũng nhờ cô qua phụ. Dạ. Quá trời chai mũ. Thế vậy cho mấy cái chai này rất là nhẹ, cũng mấy chục chai mới được 1 ký. Mà cái này là phải bỏ nước ra hết. Đó, bắt đầu mình mới lựa lại nữa. Nên là muốn bán mấy cái này phải nói là thời gian về lựa kia rất là lâu. Còn giấy là phải phơi khô.
mới bán, chứ không thôi là một ký người ta tính có nửa ký thôi. Đó. Cô thì lựa ở dưới, còn chị Thi thì ở trên cái thùng rác. Đó, cái thùng đó là bự, rồi sau đó là bắt đầu là phân loại xong rồi đem cái nào bán được thì chị Thi lụm đem về, rồi sau đó là quét dọn sạch sẽ hết. Mấy hôm nay thì không có ghé thăm anh Bảy, để chút xíu nữa thôi mình sẽ ghé thăm anh Bảy xem sức khỏe của anh hôm nay như thế nào rồi. Từ khi anh Bảy bị tai nạn giao thông là một chỗ đó cô chú anh chị, thì cuộc sống của chị Thi ngày càng khó khăn vất vả hơn rất là nhiều ha. Thì cuộc sống của chị ấy mỗi ngày như vậy, sáng đi lụm ve chai, rồi chiều đi lụm ve chai, rồi trưa là nghỉ ngơi một tí, rồi bắt đầu là phân loại ve chai. Đó, nói chung là rất là vất vả. Thì bây giờ mình sẽ chạy về nhà trọ, mình thăm anh Bảy xem sức khỏe của anh Bảy như thế nào. Rồi chân của anh ấy có bình phục hay chưa, rồi có bị teo cơ hay không. Đó, thì bây giờ mời tất cả các cô chú anh chị cùng nhau tiếp tục theo dõi video tiếp theo của mình nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo nha.